phát tiếp tí về trung tâm. Tầm độ sâu như này thì có ổn không bác? Hôm nay là quá tuyệt vời rồi. Vâng. Bác chủ máy thì đang báo là quá tuyệt vời. Em xem. Lắp đặt và sử dụng dàn cạy 4 chảo cho máy Kubota L120 hại cầu. Đang có mặt tại Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Tết cày trong đêm. Cho em mượn cái đèn pin. Có sâu quá không? Sâu. Hơi sâu, ép căng cái lò xo lên tí. Vâng. Nào, hơi hơi nâng nâng lên tí nào. Nâng nâng lên, nâng thủy lực lên tí ạ. Đây ạ. Bác hộ em cái mỏ led đi, cho căng cái lò xo này lên một tẹo. Không, hai con nhau rồi. Nó khóa đây. Ờ. À. Cho căng cái lò xo này lên, cái dàn cày nó nông theo ý của mình. À, bóc bỏ tay ra. Rồi. Chảo cuối này đẩy dài ra một tí hoặc là cho cái chảo đầu cao lên một tí. Cho cái chảo đầu cao lên một tí thì cái chảo cuối này nó ăn sâu hơn một tí. Cái chảo cuối này bao giờ là nó cũng phải ăn đủ độ sâu để nó ghim được cái bánh lái này. Máy mình đi thẳng nó không bị vã. Đấy. Mình đi cày thì không cần phải nhanh quá mà cũng đừng chậm quá, đến đâu được luôn đấy. Không bao giờ có cái chuyện là sống. Bác có thử một vài đường không? Anh thấy có vả lái không? Không. Không à? Anh cày một vài đường, em đang phát trực tiếp về trung tâm, tí nữa anh cho quay. Từ từ nhá, để em chỉnh một tí xíu nữa là chuẩn chỉnh luôn. Anh đẩy dài cái đơ. Đẩy dài cái đơ ra khoảng độ 2 ren. Rồi ra một tí thôi, để cái chảo cuối nó ăn sâu một tí nữa. Rồi ok, khóa vào. Rồi anh đi đường kia nữa, em quay một vài phút nữa rồi nghỉ. Có gì đâu, người nổi tiếng mà. Em phát về bên trung tâm cho anh em cùng xem. Nửa đêm anh em nhé, 7 giờ 15 phút. Cũng chưa có cơm nước gì. Lắp đặt và sử dụng dàn cày 4 chảo cho máy Kubota L120 hai cầu. Ui dồi. Tại Tân Hưng, Sóc Sơn. Quá đẹp. Ok. Không thì nốt cái đường cày này đi cho nó hết bờ đi. Xem cái đường hết bờ này nó móc xuống sạch. Cày mà như đi chơi. Cày rẽ đất. À, bác Trần Anh An lại vào xem video của em. Cơm chưa anh An ơi? Anh ơi, làm tí đường bờ cho nó hết sạch luôn. Cắt bờ đi. Làm cái đường hết bờ đi. Kìa, đường bờ kìa. Đây này, cái chảo đầu này phải lên tí nữa. Cái chảo đầu này cho cái chảo cuối. Chảo này nó hơi sâu. Hơi sâu, cho qua lên một tí nữa. Để qua lên một tí đi. Vâng. Hạ hết thể lực xuống, cho lên
co lên một tí đấy. Rồi con này sạch sẽ bờ luôn. Tầm giờ này chắc anh em chắc cũng cơm nước hết rồi. Em cách nhà đang cũng khá là xa. Vâng, ngọt lắm anh ơi. Đấy, nó đi vào đường bờ đấy. Dịch vào tí nữa. Trèo lên tí nữa, trèo lên tí nữa nó hết sạch bờ. Bờ nó đẹp. Đẩy, nói chung là nếu mà cái đường bờ này là phải đẩy sang bên tay trái, nới cái giằng xích. Nếu mà hết bờ con này là phải đẩy cái giằng xích này sang bên này một tí nữa. Rồi, đúng rồi. Còn... sang vài ren nữa là ok. Được rồi. Vâng, cái này thì mình chỉnh được mà, ở trong cái phạm vi mình chỉnh được. Con này nới cái giằng xích này bên này, kéo sang một tí thôi. Vài phân. Hoặc đẩy sâu ra tí cho nó ăn sâu tí nữa. Đang đi hơi ghé. Đây là đường vét bờ các bác ạ. Ấy ổn. Đây là mình đi nó ghé chảo nó mới thế này đấy. Nhưng mà đường bờ như này là sạch. À, cảm ơn bác Trần Anh An. Ngồi không tép cày. Nó mất vết. Mất cái rộng. Lên lên lên. Em ở Sóc Sơn anh ơi. Trần Duy Hưng còn xa lắm, anh ở mãi trong trong Hà Tĩnh thì biết sao được Trần biết làm sao được Trần Duy Hưng. Anh giờ anh cứ gọi cho anh Hải từ giờ đến 10 giờ kiểu gì ông cũng nghe máy. Ok đấy bác. Này nó kè nó nhẹ mà. Đây, hướng dẫn chỉnh cho bác. Cái độ nông sâu đấy, mình vừa rồi là mình hơi căng cái lò xo lên. Đấy, tức là ép căng cái lò xo này lên là cả cái dàn cày của mình nó nổi lên. Thì mình cày theo cái tầm mà mình thấy nó sâu như nào hay nông như nào là đạt thì mình để ở cái mức độ đấy. Còn đấy, như cái con này là mình đang ép căng lên một tí. Còn anh muốn sâu hơn thì mình hơi nhả xuống tí. Như vừa rồi đấy, là mình ép căng. Cái chảo cuối này thì bao giờ là mình chỉnh là ăn sâu hay ăn nông là anh cứ lưu ý nhớ cho em là ở cái này thì anh nắm được rồi. Cái này trong giữa này là để đẩy dài ra thì cái chảo cuối nó ăn sâu, còn co vào thì nó ăn nông. Thì cũng như là cái anh khu này, cái bên này, tức là nó ăn nông ăn sâu là nó cũng ở cái này. Cái chảo đầu khi mình lắp ở trên mặt bằng ấy là nó cũng phải cách mặt đất khoảng 3-5 phân. Đấy, anh cứ nhớ là khi mà nó có rỗng cày một bánh của anh, máy anh đi ghé xuống thì nó mới ăn đều được. Nói chung là con này thì nó có một cái số chi tiết là nó có hơi độ dơ, vẫn có cái độ dơ. Chứ nếu mà chuẩn để mà mẫu chuẩn chỉnh một cái cày thì đúng như anh bảo là chỉ có máy mới thì nó mới có zin đét là đẹp thôi. Mà con này nói chung là mình khắc phục, mình làm cái lông đen mình ấy vào cũng được. Lắp ở trên bờ nó cứ im như thế nào mà dưới ruộng nó cứ im như thế này, cày nó nhàn, chỉnh nó như ý. Bác chủ máy có thích làm đường không? Hay là thôi? Thôi nha. Dạ vâng. Bác anh An, đất này cũng nói chung là tơi. Này bừa tí là nước vào cái là tan hết.
Đây là các bác em bảo em là ruộng rắn nhất rồi, em chả thấy rắn gì, bình thường. Anh em có nhu cầu về cày chảo thì liên hệ với lại anh Vũ Hải. Đây là số điện thoại. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi livestream của anh em chúng em nhé. Rồi, em xin được chào tất cả mọi người nhé. Hẹn mọi người video vào ngày mai.